36. Có tranh về rồi, bây giờ có thể sản xuất số lượng lớn hay không thì phải xem Trương Đại Ca và Tiêu Hà thỏa thuận thế nào. Cái này muội yên tâm, dù gì cũng có hàng vạn binh mã có thể điều động, dựa vào huynh hết đó. Nhưng tranh vẽ hôm nay của muội thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. Đó đều là binh khí của tương lai sao? Những cái này vẫn chưa phải. Ở thời đại ta có một loại vũ khí, trong phút chốc có thể sang bằng hàng trăm dặm thành bình địa. Sau đó trong vòng mấy mươi năm, bất cứ loài sinh vật nào cũng không thể tồn tại ở đó. Vậy tương lai mà muội đang sống chẳng phải giống như hỗn độn địa ngục sao? Tất nhiên là không. Có khi vũ khí phát triển đến trình độ nhất định thì lợi hại đến mức không ai dám dùng, chỉ có thể lấy nó ra để hù dọa đối phương. Vậy thì lại tạo ra một thế cân bằng. Cho nên vũ lực và hòa bình thường đi đôi với nhau. Nói có lý. Vậy y học trong thế giới tương lai của muội thì sao? Ở thời đại bọn ta, tim hư rồi có thể thay, chứ đừng nói cái khác. Rất nhiều bệnh nan y ở đây, khi ở chỗ ta uống ít thuốc là khỏi. Tim cũng thay được sao? Không thể tưởng tượng nổi. Tiếc là ta không biết y thuật. Nếu ta biết chút ít, nhất định có thể trị khỏi bệnh cho Thiên Y, không để muội ấy chịu khổ. Trương đại ca, bằng nãy khi ta đi tìm hai người, hai người không sao chứ? Trương đại ca, 刚才我去找你们的时候, 你们俩没事吧? Không sao. Huynh đừng suốt ngày nói không sao, không sao nữa. Có chuyện gì cứ nói thẳng với ta đi. Bệnh bại huyết của Thiên Y là chứng cấp tính do trong máu có độc. Khi phát tác thì vô cùng đau đớn. Chỉ có máu của ta mới có thể khiến muội ấy hết đau. Nhưng bằng nãy khi ta thay máu cho muội ấy cố chấp không chịu. Ta lo là muội ấy đang muốn từ bỏ bản thân. Thiên Y sợ bản thân làm liên lụy đến sức khỏe của huynh. Ta biết. Nhưng sao ta có thể nhìn muội ấy đau khổ mà không màng? Trương đại ca, ta đến rồi. Huynh mau quay về đi. Tiểu Phương, cái chuyện này ta muốn hỏi muội. Huynh nói đi. Nếu như mà hàng tính, ta ví dụ thôi, nếu hàng tính tới cầu hôn muội thì nên tặng quà gì? Đáng ghét quá. Trương đại ca, huynh ấy cầu hôn ta mới lạ đó. Huynh muốn cầu hôn Thiên Y sao? Đúng. Bao nhiêu năm nay ta nợ muội ấy quá nhiều. Huống hồ làm vậy, muội ấy cũng biết ta quan tâm muội ấy. Trương đại ca, khi cầu hôn tuyệt đối không được nói những lời này. Yêu một người thì là yêu, không liên quan gì đến chuyện khác, hiểu không? Hiểu rồi. Vậy huynh định khi nào hành động? Ngày mai là ngày lành tháng tốt, nhanh vậy. Giao cho ta bố trí đi. Làm phiền muội rồi. Muội nói cái gì? Tử phòng muốn cầu hôn sao? Nói nhỏ thôi, sao miệng to vậy? Chuyện tốt, chuyện tốt. Tiểu tử này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Đừng có đi nói lung tung. Ta là loại người nhiều chuyện sao? Vậy huynh không phải người nhiều chuyện hả? Ta hỏi muội. Ta đã xem tranh vẽ của muội rồi. Có vài chỗ thật sự rất hay. Nhưng sao có chỗ ta lại không hiểu vậy? Huynh không hiểu chỗ nào? Cái bách nhãn cự nhân đó, làm vừa tốn sức vừa tốn thời gian, hình như cũng không có tác dụng gì nhiều. Ta cảm thấy còn không bằng làm thêm mấy cái xe bắn cung hai đầu. Ta nói huynh biết, bách nhãn cự nhân là mấu chốt để phân thắng bại đó. Đừng có làm qua loa sơ sài. Theo tiêu chuẩn và số lượng của muội, chúng ta phải dùng hết lượng đồng đang có. Quá lãng phí. Thứ này có tác dụng gì chứ? Thiên cơ bất khả lộ. Tên nhiều chuyện, không nói huynh biết đâu. Tử phòng bao giờ cầu hôn? Trong chiều nay. Không biết hàng tướng quân có về kịp không nữa. Kệ hắn. Thời
thời tiết tốt như vậy, muội suốt ngày ở trong phòng muốn mốc luôn rồi. Tỷ lo cho Hàn Tín nên mới tìm người tâm sự đúng không? Hàn đại ca hữu dũng hữu mưu, nhất định sẽ bình an trở về thôi. Hàn Tín này thật sự không đáng tin, làm chuyện gì trước giờ đều không biết nói trước. Đợi Quỳnh Yết về, ta sẽ không tha đâu. Nam nhân mà luôn có suy nghĩ của họ. Không chắc. Ta thấy Trường đại ca rất tốt. Muội biết không, ta đến đây quen biết bao nhiêu người, chỉ có Trương đại ca có tư tưởng bình đẳng, không hề trọng nam khinh nữ. Trương đại ca thường ngày có nói lời tình tứ với muội không? Có nói mới lạ đó. Cái miệng của huynh ấy chỉ biết giải quẻ thôi. Hàn Tín thì sao? Hắn hả? Là gốc gỗ. Thật ra có lúc ta rất hâm mộ muội và Trương Lương. Bọn ta có gì đáng để hâm mộ đâu. Muội nghĩ xem, những người yêu nhau thường có huyết mạch tương thông. Thiên hạ này ngoài trừ muội và Trương Lương thì còn có ai nữa? Tỷ đến đây để làm thuyết khách giúp Tử Phong đúng không? Muội không cho huynh ấy thay máu cho muội, thật ra huynh ấy càng buồn hơn. Không phải ta là người không hiểu chuyện, nhưng huynh ấy như vậy, ta đâu thể là gánh nặng của huynh ấy suốt được. Đến cuối cùng ta sẽ hại chết huynh ấy mất. Lúc trước, Hàn Tín luôn vì ta mà liều mạng với người khác. Có khi ta cũng cảm thấy mình là gánh nặng của huynh ấy. Nhưng chúng ta không giống nhau, sao không giống chứ? Tỷ có hy vọng, còn ta thì không. Không được nói những lời này, bất cứ lúc nào cũng không được đánh mất hy vọng. Bất kể là việc gì, hay là vì chính bản thân muội. Họ nói bên kia có một khu rừng rất đẹp, chúng ta đi xem thử đi. Được, đi thôi. Ở đây đẹp quá, có nhiều hoa thật. Nấm kìa. Không phải nấm, là linh chi. Thiên Y, ta đau bụng quá, muội qua đó đợi ta được không? Tỷ mau lên nha. Tiêu Hà, qua đây. Thế nào rồi? Tử Phong, cái này tặng muội. Thiên Y, ta yêu muội. Câu nói này là Phương Nhi dạy huynh đúng không? Ta biết huynh không tự nói ra được câu như vậy đâu. Tử Phong, huynh muốn làm gì? Thật ra chúng ta chung sống với nhau bao nhiêu năm nay, muội theo ta lâu như vậy, những ngày vui vẻ chẳng có bao nhiêu, hơn nữa không một lời oán than, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta. Có lúc ta đã nghĩ, rốt cuộc ta có năng lực gì mà gặp được cô nương tốt như muội? Huynh
đã nói hết rồi sao? Thiên Y, Trương Lương, Trương Tử Phòng ta xin thề với trời, sau này cho dù là núi đao biển lửa, trăm nan ngàn hiểm, ta cũng... Huynh bằng lòng làm gì cho muội? Trong lòng muội biết rất rõ, nhưng mà huynh biết không, vì huynh muội cũng có thể bất chấp tất cả. Ta muốn thành thân với muội, muội đồng ý không? Sau này cho dù là chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, mãi không tách rời. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Sao lại không hôn chứ? Đại tướng quân, những thứ này là gì? Đây là những vũ khí mới được binh lính chế tạo xong, dựa theo phác họa của tiểu phương cô nương. Tiểu phương thiết kế sao? Mở ra ta xem. Mở ra. Vị đó. Để muội lo lắng rồi. Huynh về rồi à? Huynh bị thương à? Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Sao huynh lại hôi như vậy? Mau đi tắm đi, tắm xong muội bôi thuốc cho huynh, nhanh. Vẫn tốt mà, nhanh đi. Sao vậy? Sao vậy cái gì chứ? Không nói một lời mất tích nhiều ngày như vậy, vừa bẩn vừa hôi, về liền bò lên giường của ta. Huynh muốn làm gì? Ta sợ muội lo lắng mà. Sợ ta lo lắng, lúc đi sao không nói một tiếng? Giờ ta về rồi còn gì? Có phải huynh đi tìm Mặc Vũ không? Phải. Cô ấy vì cứu ta mà đắc tội với ẩn quỷ môn. Sau khi Mặc Phi biết, liền bắt cô ấy lại hành hạ cô ấy. Ta biết được, đương nhiên phải đi cứu cô ấy. Vậy cô ấy đâu? Đi rồi. Đi rồi. Cô ấy nói cô ấy ghét cuộc sống này, muốn thay đổi môi trường, thay đổi thân phận, làm lại từ đầu. Được thôi, lần này ta tạm thời tin huynh vậy. Vậy chúng ta không sao rồi. Nhiều việc lắm đó. Huynh không nghĩ xem sẽ đánh trận với nước Tề bằng cách nào à? Ta đã nhìn thấy những vũ khí mới đó rồi, đặc biệt là cái to nhất. Sao hả, sao hả? Có phải rất lợi hại không? Nó gọi là bách nhãn cự nhân. Cũng được đó. Nói cho huynh biết, có thứ này rồi, quân Tề chết là cái chắc. Phải công nhận là Tề Vương này đúng là thận trọng. Biết rõ chúng ta quân ít, tướng ít, còn điều động 20 vạn đại quân mới dám ra chiến thư. Huynh đang nghĩ gì vậy? Phải dốc hết quân đưa đi đánh trận, chứng tỏ quân Tề không có sức mạnh. Bây giờ Lâm Trì đã là một tòa thành trống, chúng ta chỉ cần tấn công trực diện quân Tề, liền có thể vòng qua thành trì khác, trực tiếp đạt được quốc đô. Sao dễ dàng vậy được? Chúng ta không có kỵ binh, cho dù quân Tề bại trận rút lui cũng không thể truy kích. Thắng thế không thể chuyển thành thắng cục, chúng ta vẫn rất bị động. Cứ thắng trận đại chiến này trước rồi nói, những việc phía sau chúng ta để nghĩ sau đi.
Phải, lấy dũng phá địch, lấy một chọi mười. Chúng ta ôm quyết tâm phải liều mạng một phen, không phải không có cơ hội. Dũng mãnh đương nhiên quan trọng, nhưng lần này chúng ta phải thu lại mà đánh. Xin hỏi, một, số lượng quân chúng ta thua xa đối phương. Hai, chúng ta rất dễ bị đánh bại, mà thu lại cách nào? Ta đã xem những vũ khí mới do Tiểu Phương thiết kế. Có chúng rồi, ta chỉ cần giữ bí mật trận tuyến, quân Tề tất bị đánh bại. Chỉ cần sử dụng theo cách ta đã dạy mọi người, những vũ khí đó ở trên chiến trường nhất định sẽ phát huy uy lực cực lớn. Nhưng mà Bách Nhãn cự nhân này, chỉ khi đón được ánh mặt trời mới thể hiện được thần lực. Quân ta đối diện phía đông, vậy có nghĩa là chúng ta chiến đấu với quân Tề nhất định phải vào buổi sáng. Chúng ta là bên phòng thủ, xu hướng của quân Tề không phải điều chúng ta có thể khống chế. Nên ta hy vọng mọi người giúp ta trả lời chiến thư, là châm biến cũng được, khiêu khích cũng không sao. Nhất định phải để quân Tề khai chiến theo thời gian của chúng ta. Hiểu rồi, cái này giao cho ta. Đại chiến đang đến, chúng ta cố gắng một chưởng tiêu diệt quân Tề, cũng để Tử Phòng và Thiên Y sớm ngày bái đường thành thân. Huynh cũng biết rồi sao? Việc của huynh, ta tự nhiên sẽ để tâm đến. Đại tướng quân, nghe tiếng bước chân, hình như Tề quân dùng toàn quân áp chế. Chúng ta chinh chiến bốn phương, trăm trận trăm thắng. Tướng quân thường xuyên bại trận của Tề, lẽ nào dám coi thường chúng ta? Đại tướng quân nói đúng. Sau trận này, tên ta và ngươi sẽ lưu danh sử sách. Đây là gì vậy? Đây là cái gì? Cái này hay đó. Truyền lệnh, chuyển cung hai đầu về phía sau, ngăn cản kỵ binh của quân địch. Truyền lệnh, chuyển cung hai đầu về phía sau. Đại tướng quân, quân chủ lực của địch đã tới rồi.
Lão đại, còn không đánh sao? Lão đại, gần quá rồi, mau đánh đi. Hoảng cái gì? Đợi chúng tới gần thêm 500 bước nữa rồi nói. Chuẩn bị đi. Nghe kỹ đi, nghe rõ xem, tiếng này là của quân ta hay của quân Tề? Sao ta thấy nó càng ngày càng gần? Ai bắt huynh lên chiến trường đâu? Huynh hoảng cái gì chứ? Ta không đi, nhưng thân đồ có đi. 20 vạn quân Tề, chỉ đứng một chỗ bắn thôi cũng đủ mệt chết rồi. Uống trà đi. Ta lo quá, nóng đó. Tiêu đại ca, có binh khí Tiểu Vương nghĩ ra và bản lĩnh cầm quân của Hàng đại ca, huynh không cần lo. Yên tâm đi, chỉ cần không có gì thay đổi, chúng ta sẽ không thua đâu. Muội cũng yên tâm đi, gần đây ánh mặt trời chiếu rất cao, sẽ không có thay đổi đâu. Chỉ là không biết binh khí mà muội nghĩ ra có hiệu quả hay không. Cửa sống duy nhất nằm ở trên người ta. Trương đại ca, đây là lời huynh nói mà, huynh không tin ta sao? Tin. Được rồi, mọi người đừng lo nữa, vũ khí lợi hại nhất vẫn chưa dùng đến đâu. Đợi tới khi trời tối, Hàng tính về thôi. Thu cánh trái về, bổ sung cho chính giữa. Nhận lệnh, thu cánh trái, bổ sung cho chính giữa. Các người mau tới đốc chiến, ổn định góc trận. Rõ. Đại tướng quân, lần này chủ lực của quân Tề thực sự tới rồi. Ta đang đợi chúng đây. Đại tướng quân, còn 200 bước nữa, Tề quân có thể đột phá vòng dây bất cứ lúc nào. Tướng quân, không thể đợi thêm nữa, gần quá rồi. Bắt đầu thôi.
kéo xuống. Lửa. Chư vị, Tề quân đã bại, vậy thì hãy cho chúng bại thảm hơn. Truyền lệnh, toàn quân đột kích. Rõ. Uống đi. Uống. Nghe ta nói. Ta hỏi các người, là ai lén được vào thành trước, mở cửa thành Trần Thương? Đại tướng quân. Vậy là ai dẫn nước vào thành không tốn một binh một tốt để giành được phế khâu? Đại tướng quân. Vậy là ai trong vòng một năm tung hoành bốn nước, uy chấn chư hầu? Đại tướng quân. Rồi là ai dùng 1 vạn chống 20 vạn? Là ai hả? Đại tướng quân. Đại tướng quân là ai? Hàn Tín. Có phải chúng ta nên kính đại tướng quân một ly không? Kính đại tướng quân. Hàn Tín, nhìn vẻ mặt của huynh sao như thể vừa bại trận vậy? Tề quân rút tới đâu rồi? Ngoài trăm dặm không có dấu hiệu dừng. Vậy mà huynh còn có vẻ mặt này, làm như chúng sẽ quay lại vậy. Trận đánh hôm nay Tề quân bại toàn tập, tử thương không dưới 5 vạn. Phương Nhi, đó đều là công lao của muội. Ta thật muốn xem đợi khi Lưu Bang biết được tin này sẽ có nét mặt gì. Huynh đã nghĩ ra gì rồi? Trước kia huynh nói không sai, chúng ta không có kỵ binh, không thể thừa thắng đuổi theo. Bằng không thì chúng ta nhất định có thể đánh cho Tề quân không còn manh giáp. Chỉ có nửa ngày, 20 vạn người bị huynh giết chết 5 vạn. Huynh còn muốn gì nữa? Tuy Tề quân đã bại trận, nhưng bất luận thế nào cũng còn 10 mấy vạn người. Mà trận này chúng ta đã lộ hết chiêu thức rồi. Nỏ hai đầu và bách nhãn cự nhân chẳng phải vẫn còn sao? Kiểu kỳ chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Tề quân đại bại, lần sau sẽ càng cẩn thận hơn. Nếu kỵ binh giáp kích từ hai cánh, nỏ hai đầu không thể ứng biến. Nếu không tấn công ngược dưới hướng mặt trời thì bách nhãn cự nhân của muội cũng vô ích. Lần giao chiến tới đây chúng ta chỉ có thể dùng đá chọi đá. Vậy huynh định thế nào? Chôn giấu binh khí, toàn quân trang bị gọn gàng, ven theo Hoài Thủy Nam hạ đến Lâm Tri. Chúng ta nhất định phải tranh thủ trước khi chủ lực quân Tề phát hiện công chiếm quốc đô. Cô đúng là xuất quỷ nhập thần. Ta đã nói sẽ luôn bảo vệ cho ngươi an toàn. Hôm nay trên chiến trường cô cũng ở cạnh ta. Dĩ nhiên. Cô có từng muốn có một chức vị trong quân ngũ không? Không. Với thân thủ của cô, làm phó tướng ở Xích Hầu Doanh vẫn thừa sức đó. Không cần. Ta vốn đã sinh trong bóng tối, chỉ xứng là một cái bóng.
Ta chỉ muốn bảo vệ người an toàn. Chiến tranh thắng thua không liên quan đến ta. Mặc Vũ, trên đời đã không còn Mặc Vũ nữa. Đối với bất cứ người nào ngoài ngươi ra, ta đã là người chết. Đã đi suốt 5 ngày rồi. Từ đây tới Lâm Tri còn bao xa? Còn hơn 700 dặm nữa. Cái gì? Huynh nói như vậy là nửa tháng nữa chưa chắc đã tới nơi được. Hàng Tín, bây giờ là thời khắc sinh tử, sao huynh còn dẫn theo đám thương binh đó vậy? Kẻ làm đại sự không thể lòng dạ yếu mềm. Để họ lại, chẳng phải sẽ thành cá thịt trên thớt của Tề quân sao? Nhưng bây giờ Tề quân có thể phát hiện chúng ta bất cứ lúc nào. Chậm ngày nào thì toàn quân sẽ nguy hiểm thêm ngày đó. Chúng ta là bộ binh, còn chúng là kỵ binh. Chúng ta có đi nhanh đến mấy, chỉ cần chúng phát giác ý đồ của ta cũng sẽ có thể đuổi kịp ta. Hàng Tín, sao vậy? Thiên Nghi không được khỏe. Mới đi chưa đến 100 dặm mà. Nếu trụ được ta đã không báo với huynh rồi. Sao lại dừng nữa vậy hả? Dừng lại đi. Thiên Y, tướng quân, tướng quân, phát hiện lính trinh sát của quân địch, đi theo ta. Đuổi theo, không được bỏ qua tên nào hết. Nghe rõ chưa hả? Bắt hết về cho ta, không được thiếu một tên nào. Lạnh quá. Trời lạnh quá đi. Sao lạnh vậy chứ? Lạnh như vậy sao chịu nổi? Trương đại ca, thế nào rồi? Vẫn ổn. Hàng Tín đã về chưa? Hai người nghỉ ngơi trước đi. Họ sao rồi? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thấy người không trụ được sẽ là Trương Lương. Phải làm sao đây? Sao rồi? Đã xử được hết chưa? Một tên chạy được. Mau ban lệnh đốt lửa lên đi, ở đây lạnh quá. Nếu giờ mà đốt lửa lên, quân Tề sẽ đoán ra được hành tung của chúng ta. Muội không sợ bọn họ bỏ chạy sao? Lính của ta sẽ không bỏ đâu. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng thôi. Huynh vẫn còn cách sao? Hoài Âm Hàng Tín ta có thể không để lại đường lui cho mình sao? Đừng có dòng do nữa. Rốt cuộc huynh muốn nói gì? Toàn quân hành quân men theo sông Hoài Thủy. Gì chứ? Quay về sao? Nhỏ, nhỏ tiếng thôi. Huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Trương Lương tiên sinh, chậm thôi, chậm thôi. Huynh ấy muốn dựa nước nhất chiến, liều thôi. Vẫn là huynh hiểu ta.
Lội nước bày binh bố trận, đây là kiến thức thông thường. Huynh lại làm ngược lại, đây không phải là đẩy chúng ta vào đường chết sao? Vào chỗ chết mới có thể sống được. Trương Lương, Trương Lương cũng vô dụng, giờ chúng ta không còn đường lui. Nếu không qua thì sao? Giờ chúng ta vượt sông chắc chắn là không kịp. Được rồi, đi chưa được một nửa, nếu mà bị quân Tề tập kích, chúng ta sẽ bị thua. Nơi này ba mặt được nước vây quanh, Tề quân sẽ không thể làm gì được. Nếu như vậy sẽ làm giảm ưu thế binh lực của bọn chúng. Có lắp đầy binh lính và ngựa cũng có thể khiến chúng xuống ngựa bộ chiến, nhưng mà sắp tới phải xem đao ai mạnh hơn thôi. Bị chúng đẩy vào chỗ ép tử sao? Vậy thì liều với chúng đi. Mọi người cười cái gì? Tiêu thừa tướng muốn liều mạng sao? Vậy những kẻ ở giữa cũng không phải nói gì nữa rồi. Có lẽ trận chiến này còn phải đánh nữa đó. Huynh Thiên Y, ta làm ít táo đỏ, lát nữa đun lên giúp muội bổ máu. Bệnh vậy rồi còn đi đâu chứ? Lính trinh sát báo lại quân Tề đang chia thành hai đường để bao vây chúng ta, có lẽ mai sẽ đến nơi. Tiêu Hà, quyết chiến đang gần kề rồi, đừng giấu giếm gì làm của riêng nữa. Trong quân doanh có gì thì lấy ra dùng hết đi. Yên tâm, lần này đến giao thái thịt thái rau ta cũng lấy ra hết. Không hay rồi, Trương đại ca. Sao vậy? Thiên Y, không thấy Thiên Y đâu hết. Thiên Y, Tử Phòng, ta biết nhất định huynh sẽ nói ta ích kỷ, nhưng ta thật sự không làm được. So với nỗi đau của ta, nhìn huynh ngày càng yếu đi, tim ta dường như bị bóp nát vậy. Ta không thể nhìn thấy huynh vì ta mà làm hại đến huynh được. Ta đi đây, đừng đến tìm ta. Dừng! Xông lên! Xông lên! Ta không hiểu sao Thiên Y lại đi vào lúc này chứ. Mấy hôm trước Trương đại ca cầu hôn muội ấy, muội ấy còn hạnh phúc đồng ý mà. Nói thay đổi là thay đổi. Đại chiến gần kề rồi, phải làm sao đây? Huynh bận thì huynh cứ đi xử lý việc đi, không ai kêu huynh trông coi ở đây hết. Ta lo lắng Thiên Y sẽ gặp quân Tề ở bên ngoài. Lúc muội ấy một mình chạy ra ngoài, lẽ nào muội ấy không biết nguy hiểm sao? Vậy tại sao lại còn làm? Muốn chết sao? Chuyện này huynh không hiểu đâu. Muội ấy sợ làm Trương ca ca ngày càng yếu đi nên mới cáo biệt huynh ấy rồi tự mình đi tìm cái chết. Giờ Trương Lương thành ra như vậy rồi, nếu như không có Thiên Y, huynh ấy sống được sao? Không biết sau khi Trương Lương tỉnh lại sẽ sao nữa. Báo! Nói đi. Quân Tề tới rồi. Bao nhiêu quân? Không dưới 10 vạn đại quân.